Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều của ngày 20 tháng 10 năm 2023 Và tôi xin phép chia sẻ lý do là tại sao tôi lại không ủng hộ cái việc mà Ngọc Trinh Không ủng hộ cái việc mà Ngọc Trinh bị phạt tù bắt tạm giam mà Tôi cũng có cái giải pháp và cái suy nghĩ khác về cái việc này. Mong rằng các bác ủng hộ, đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Tôi sẽ giải thích cho các bác vì sao. Những cái tội, ví dụ như là tội vi phạm trật tự công cộng thì chúng ta thấy rất nhiều và phổ biến. À, có những cái mà chúng ta thấy không rõ ràng như là Ngọc Trinh, như là bị phạt tù. Còn những cái trường hợp khác mà tôi rất là thương đến công an, đặc biệt là bên những tổ 141. Thì tôi đã thấy những cái kẻ thông chốt đâm vào cảnh sát và thậm chí rằng là có những kẻ còn làm chết mất một cô gái vừa mới nhập học xong, một cô sinh viên năm thứ nhất. Ngay cả bạn tôi trước đây á, bị những kẻ thông chốt này lao vào người, lao vào người quay xe và làm tai nạn. Và suýt nữa thì bạn ấy bị xảy thai bởi vì là 7 tháng. Tôi với dấu chất từ cộng động là một tội mà chúng ta thấy rất là dễ, dễ thấy. Nhưng mà có vẻ như là răn đe chưa đủ, răn đe chưa đủ. Đó, có những cái trường hợp cần răn đe thì chưa thấy, ví dụ như là những cái vụ ở sóc trăng chẳng hạn, tôi đã bảo vệ các anh công an của sóc trăng với việc mà đi theo cái đội thông chốt đấy 30 mươi km/h thì rất khó để mà có thể kiềm chế và quy định thì cũng chưa đến cái mức độ là những kẻ như thế chống đối như thế thì chúng ta hoàn toàn có thể chấn áp, đó, không có vấn đề gì cả, đúng không ạ? thế nhưng mà chúng ta thấy rất hiếm, đó, hơi một tí là các anh đó lại bảo công an đánh dân rất là tội. vậy thì có giải pháp gì cho việc này không? thì tôi xin chia sẻ đôi điều các bác thế này quan điểm của tôi á pháp luật là nó có hai cái thì theo quan điểm của tôi á pháp luật thì ngoài cái việc mà để trừng phạt ra để trừng phạt ra thì nó còn mang cái tính giáo dục nữa và chúng ta thì hoàn toàn có nhiều cái cách để mà giáo dục vừa đỡ chi phí cho mọi người mà mang tính giáo dục rất là cao những cái hành vi phản cảm như là cô Ngọc Trinh thì có cần thiết là phải bỏ tù hay không? thì chúng ta thử suy nghĩ. Tôi chỉ đặt một cái giả sử như thế này. Những người như cô Ngọc Trinh ấy, thì hoặc là những cái kẻ mà thông chốt hay những kẻ mà dưới 18 tuổi á, thì chúng ta khó kết tội được đúng không? Hoặc thậm chí là dưới 16 tuổi. Thì chúng ta hoàn toàn có những hành có những hình phạt, ví dụ như là lao động công ích. Cô Ngọc Trinh thì bị phạt thì ngoài cái việc mà phạt tiền ra thì chúng ta hoàn toàn có thể là cho cô ấy lao động công ích khoảng tầm 3 cho đến 6 tháng. Đúng không? thay vì cô đấy là lên mạng rồi ăn mặc sexy hở hang vân vân thứ nữa thì mỗi một buổi sáng khi mà trời vừa mới tinh mơ khoảng 4 5 giờ sáng thì cô đấy sẽ cùng với cả các cô lao công đi dọn quét rác rồi là ngặt cả vườn khoảng 2 tiếng đồng hồ cho đến khi khoảng 6 7 giờ sáng mọi người xong. Thế thì chúng ta thấy rằng là một hình ảnh một cái cô gái như vậy mà phải làm một lao động thường xuyên thì cô ta sẽ cảm nhận được những cái nỗi đau của những người lao động và thay vì có những hành động qua lố thì cô ta có thể điều chỉnh hành vi của mình nó rất là mềm dẻo. Ngay cả đối với cả những 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 học sinh đúng không ạ? Những học sinh, những học sinh mà đua xe lạng lách vân vân các thứ nữa, điều khiển xe khi chưa có giấy phép thì ngoài cái việc mà phạt tiền ra, phạt theo kiểu vi phạm hành chính của luật giao thông ra, chúng ta cũng có thêm những cái hình phạt công ích. Những cậu này ví dụ như là sẽ phải uh, đi để mà đi dọn vệ sinh ở bờ hồ, cọ những cái nhà vệ sinh công cộng, hoặc là đứng canh những nhà vệ sinh công cộng như thế để mà làm những hoạt động mang tính chất xã hội đó chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái này để mà thành ra những cái hình phạt và các em đó là thay vì cái việc mà 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 trả tiền xong rồi về thì thì các em này sẽ nhận được những cái bài học mà cho rằng thích đáng hơn nó có thể thời gian ít thì khoảng tầm 7 ngày và thời gian nhiều nó có thể lên tới khoảng tầm 90 ngày hoặc là thậm chí là 6 tháng, 9 tháng. Đó là cái cách mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều quốc gia người ta đã ứng dụng và người ta đã thành công việc đó. Vậy thì tại sao mình lại không ứng dụng? Với những cái hành vi mà thật sự bây giờ cô Ngọc Trinh cô ấy bị vào tù. Đúng không ạ? Hoặc là một số người khác bị vào tù. Theo những hành vi tương tự như vậy thì người ta sẽ có một cái sự nó nó gọi rằng là hơi một tí cay đắng. Chúng ta phát triển tâm lý của họ đúng không? Rằng là có mình có đáng bị vào tù hay không? Trong khi đó thì ngoài kia thì nhiều ông quan tham là không thấy công an sở tới. Nhiều vị có thể nói lãnh đạo, ví dụ như là vị phó giám đốc của Ninh Bình chẳng hạn vừa rồi á là còn chửi dân rủa dân chết đi, vân vân. Thì không thấy động chạm gì cả. Hay rằng là những cái vị mà 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 công an thì như là cái vị mà ở trong phường bãi cháy đó hay là những cái rất nhiều những sự vụ không thấy xử lý thì họ tự dưng họ cảm thấy một cái gì là oan ức Tại sao không xử lý họ mà lại xử lý tôi? Có phải rằng là bởi vì tôi thế nọ, bởi vì tôi thế kia? Thì hình thành trong đầu họ những cái suy nghĩ tiêu cực dạng như vậy. Đúng không? Tiêu cực dạng như vậy. Và ở đây ấy, chúng ta thấy rằng là họ thay vì cái việc mà có thể sửa đổi những hành vi và nhận ra những cái thứ sai trái của mình thì họ có thể rằng là đổ tội ở chỗ nào đó. Đổ tội tại chỗ nào đó. Đổ lỗi tại chỗ nào đó. Đúng không? Mặt khác thì chúng ta lại tốn rất nhiều chi phí. Cái việc mà rất nhiều chiến sĩ công an sẽ phải điều tra À, làm hồ sơ vân 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 thì tự dưng cũng chúng ta sẽ bị thiệt hại mất cái ngày công của họ và nhất thời gian đấy các anh làm những việc khác thì nó hay hơn đúng không ạ ngày công của họ thế rồi chúng ta thấy rằng là cô ngọc trinh kể cả tới lúc ở tạm giam à, lúc ở tạm giam cho tới cái việc mà cô ấy có thể sau này bị kết án tù thì cái việc nuôi cô ấy cơm ăn gọi ba bữa của nó mặc cả ngày cũng là một cái chi phí mà người dân thì cũng phải gánh chịu đúng không ạ đó cũng là cái chi phí mà người dân cũng phải gánh chịu chứ và đó tiền thuế của nhà nước chứ, chưa kể là cái việc mà 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 xử lý những cái phiên tòa, tổ chức những cái phiên tòa thì nó cũng rất là tốn kém, chứ không phải là muốn là tổ chức được ngay đâu. như vậy thì chúng ta thấy rằng là là à, cho hình phạt công ích thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn đối với Việt Nam ở trong cái thời kỳ hiện nay nhất là công tác xã hội. À, những em học sinh, những người vi phạm, những người mà không xứng đáng đến cái mức là không xứng đáng đến cái mức là là bị hình sự thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái giải pháp nó tốt hơn lên tốt hơn lên đúng không ạ cũng giống như trước đây á, tôi chia sẻ với các bác rằng là nếu chúng ta thử tính ra cái số liệu xem số liệu những tù nhân mà khi ra tù họ tái phạm không rất nhiều trường hợp chúng ta thấy báo chí có những người mà ra tù được khoảng có vài tháng thôi vài tháng thôi là họ lại bắt đầu tái phạm rồi vậy thì cái giáo dục ở nhà tù nó có mang lại cái hiệu quả tốt hay không thì chúng ta phải tính toán cả cái chỗ đó nữa có nhiều cái giải pháp của nhà tù tôi ví dụ như là nhiều người nói rằng là cải tạo tốt lao động tốt rồi vân vân các thứ nữa thì sẽ được giảm án Nói kia vân vân thế nhưng tôi cho rằng là việc này không không cần thiết ngoài cái việc mà lao động thứ ra nữa thì chúng ta ví dụ như là là cho học, cho họ đọc sách cho họ đọc sách và có đội hẳn review về những cuốn sách đó tôi lấy ví dụ tôi lấy ví dụ như thế này một một tù nhân đúng không mỗi tuần là phải đọc xong một cuốn sách đặt chỉ tiêu cho họ mỗi tuần phải đọc xong một cuốn sách. Và sau đó thì họ đọc xong rồi, họ phải viết lại cái cảm nghĩ cảm nhận của mình về cái cuốn sách này. Chỗ nào chưa hiểu, chỗ nào chỗ kia. Sách thì chúng ta tuyển chọn những cái sách về tâm lý tội phạm, những cái cuốn sách về những người làm lại cuộc đời, những cái cuốn sách về đạo Phật, những cái cuốn sách về hướng người ta sống được sự tử tế, một cách sống nhân văn. Thì chúng ta cho họ đọc sách và họ viết lại những cái cảm nghĩ của mình như vậy. Sau đó chúng ta có thể công bố cả những cái suy nghĩ này của những cái tù nhân đó cho ra ngoài để mọi người thấy rằng là mình phải có được cái cả cái đó thì nó lại mang cái hiệu quả tuyên truyền rất là cao cho những cái điều tử tế tốt đẹp cho xã hội đúng không ạ và như vậy thì họ ra đời khi đọc những cái việc đọc những cái thư đó ấy, đọc đọc những cái cảm nghĩ đó những bài review đó ấy, thì khéo rằng là họ ra ra đời thì có nhiều người sẽ mở rộng cái lòng tay vòng tay của mình để mà chào đón họ trở về để mà chào đón họ trở về để tin rằng là họ có người là con người tốt và sẵn sàng là cho họ một công an việc làm bởi vì đa phần đa phần người ta tái phạm tội là bởi vì người ta không có công an việc làm khắp nơi kỳ thị rồi vẫn vẫn nọ kia vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể làm rất nhiều thứ từ cái việc quản lý nhà tù như thế nào tù nhân như thế nào để hướng họ tới những điều tử tế cho tới việc học tập ở trong tù đó. đó việc học tập trong tù đó thế rồi chúng ta có thể thấy rằng là cho các em học sinh và những cái lỗi ví dụ như là gây rối trật tự công cộng công cộng nói lớn thì bảo lớn và nói nhỏ thì bảo nhỏ thế Nhưng mà chúng ta cho những cái hình phạt, những cái lỗi nhỏ mà hậu quả nó chưa đến mức thì chúng ta sẽ cho họ lao động công ích 6 tháng, thậm chí là một năm. Họ sẽ hiểu rằng là những cái người người ta làm trật tự xã hội, phục vụ cộng đồng như thế nào. Chúng ta cũng tốn đỡ tốn đi rất là nhiều những cái nhân lực. Bởi vì bây giờ thuê một nhân sự để mà làm những công tác như thế, chúng ta cũng phải trả lương. Đúng không? Chúng cũng phải trả lương. Vậy thì họ ở đây họ hoàn toàn có thể lao động công ích cho xã hội và rõ ràng tôi nghĩ Về bản thân tôi nghĩ rằng á bởi vì kênh của tôi mà có ba cái tôn chỉ sự thật niềm tin và cố gắng lan tỏa cái sự tử tế thì chúng ta hãy cố gắng chúng ta đưa ra những cái giải pháp giải pháp để làm thế nào mà tốt cho xã hội tốt cho đất nước chứ không phải rằng là chúng ta cứ thích thì chúng ta có thể là bỏ tù hay đó thì tôi cho rằng việc này là cũng chưa cần thiết lắm đâu không biết các bác nghĩ thế nào nhưng đây là quan điểm của tôi cảm ơn tất cả các bác chúc các bác một ngày tốt lành